lắm xa rồi mình lại gặp nhau. Hai đứa không còn ngày vui hôm nào, giờ em vui bước mê này, còn tôi thì lòng vẫn chưa phai, mối tình chưa nhiều chua cay. Em có thương gì kỷ niệm đầu tiên? Hả? Tôi là đó giờ bởi vậy tôi nói tôi là chết chết chứ tôi không bao giờ lấy vợ, không bao giờ làm mày với ai nữa. Tôi chỉ sống như vậy để bản thân tôi tự nhủ rằng mình có vợ có con mà tại cái tai nạn chịu tôi chứ không nói gì được nữa. Thì mình sẽ cùng với lại chú ở đây cũng như là em Phong sẽ đi đến một cái hoàn cảnh khác trong số người Việt tại Campuchia. Dạ. Thì đa số người Việt sinh sống tại Campuchia thì khó khăn trăm bề, kể cả về giấy tờ hộ tịch hoặc là những cái ưu đãi của xã hội thì dành cho người Việt rất ít, thậm chí là ngay cả việc mà khi mà người Việt mất tại đây đó thì cái làm lễ mai táng cũng như là làm những cái giấy báo tử đồ đó rất là khó khăn, hoặc là thậm chí thì người ta sẽ không cho luôn việc mà làm lễ để mai táng. Vậy đây bây giờ thì mình sẽ vô một cái khu khá là sầm khuất ngay tại xóm Việt Kiều, tại xóm người Việt tại Campuchia. Và trong cái dãy trọ này thì có một cái câu chuyện hết sức đầy khó khăn. Thì bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong đi. Đây là một cái dãy trọ có người Việt sống rồi người Campuchia sống, nhưng mà đây là một căn phòng một khá là ẩm thấp luôn nè Phong ơi, nước ngập mưa mới trận mưa mới vừa ngập nè. Đây là căn phòng của một cái ông lão mà hàng ngày ông hay đi xin ăn á, là người gốc Việt. Và bây giờ thì mình sẽ hỏi thăm ông như thế nào. Chị nãy chị kêu ông sao chị? Kêu ông đang lết qua để ông đi không được. Không đi không được đâu, ông lết thôi. Hàng ngày thì chị thấy ông như thế nào chị? Em thì em bán ở ngoài chợ, em bán ngoài chợ đó thì ông mỗi lần mà đi ngang á thì em cho cơm ông ăn thôi, với lại cho nước. Rồi nhiều khi bạn em cho tiền vậy đó, chứ em chưa đi vô đây bao giờ. Giờ mới vô mới thấy luôn. Trong những cái ngày mà mình có mặt ở Campuchia thì cứ đi mỗi ngã tư thì mình lại bắt gặp một cái hình ảnh những người xin ăn. Và trong đó thì mình có hỏi thăm một vài hộ thì một vài trường hợp thì phát hiện ra rất là nhiều người Việt mình xin ăn ở bên Cam. Ông sợ hay gì ta? Ông gì thì sợ. Không ai đem cơm lại cho ổng là ổng không mở cửa đâu. Ở đây là giải phòng này người Việt ở hết hay sao chị? Em hình như là em thấy là người Cam nhiều hơn người Việt. Có mình ổng là người Việt. Thôi đi. Chá. Nâng mà đông nâng sắc mai rồi ạ. Sắc mai. Mên tật quát. Có mình ổng thôi. Giải phòng ở đây bao nhiêu chị? Mà kịch tốc đó 1-2 mà. Ha sắp 50 đô. Ông ơi. Ui. Trời ơi. Ông ơi, con đây. Con nè. Dạ. Rồi có người vô muốn gặp ông. Muốn hỏi thăm ông á. Ai mới giặt cái quần rồi cho nên thông cảm giùm nha. Ôi, hết quần áo mặc rồi. Không có nè, có cái quần giặt. Ông quấn nữa. Ôi. Thôi được rồi. Ảnh phần trọng quá. Chụp có gì không chú? Không, ông đừng, ông kiếm đầu bận vô đi. Ông kiếm cho con đầu bận vào đi. Được không? Thiệt thao chưa nè. Khó lắm. Dạ hả? Không có đồ. Ông bận đồ khó lắm. Đơn cầm giúp em vô. Bây giờ em cứ trao đổi với ông đi Phong. Anh sẽ quay hạn chế ở dưới. Ừ. Ôi Phong trời ơi. Không dám vô luôn. Mình mới giặt cái quần. Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi ông? Dạ, sinh năm 1944. Ông qua đây bao lâu rồi? Qua hồi đó hổ là bầu quét lương đó, rồi chỗ casino mà có 2 cái, bây giờ có 7-8 cái nữa. Hồi đó mẹ con bắn vợ tôi chết, hai đứa con gái chết. Mà tôi bị thương 3 chỗ nè. Đây chỗ nè. Mai cũng hôn mà. Ừ. Là miên đỏ là hồi lúc mà chiến tranh đó. Bị khôn mẹ. Bị bắn đó. Nó phốt bị bắn là vợ. Vợ chú bị bắn chết với hai đứa con gái. Rồi ổng thì bị thương. Con chạy ngọt hai. Còn mẹ con bắn á. Thì đi qua ngồi gần ổng đi, ông đi để ông có thể giải thích ra cho tụi em hiểu. Dạ. Ông nói tiếng Việt rành không? Ông nói tiếng Việt rành không? Dạ nói rành chứ. Quê ông ở đâu?
Tôi quê tôi Bến Tre chú. À, tụi con á là ở Sài Gòn mới qua Campuchia. Dạ. Sáng giờ tụi con đi tìm mấy cái người cộng đồng người Việt ở sống ở Cam. Dạ. Thì có thử là trường hợp nào khó khăn tụi con tìm cách tụi con đưa về hồi hương. Thì không biết là ông có cho tụi con thêm dữ liệu được không? Có muốn về quê hay không? Thôi không muốn về đâu, giờ đâu còn ai, bà chị bà chết rồi. Không còn ai nữa. Bà chị bà ở Mỹ rồi, bà chết rồi chú. Bà bị xe đụng chết rồi ở tiểu bang Ohio. Dạ. Rồi bây giờ ông sống vậy, con thấy ông đi xin ăn nè, rồi sống trong cái phòng trọ vậy thì cuộc sống ở đâu có chất lượng gì đâu. Dạ thì ở đây mình sống được ngày nào hai ngày nấy vậy đó. Nhờ nhỏ này với má rồi cho cơm ăn. Ừ. Một ngày ông đi xin được bao nhiêu ria? Có khi 8.500, có khi 7.500, có khi 9.500, có khi 12.000. 12.000 ria thì bao nhiêu đô la chị? 12.000 thì 3 đô. 3 đô là khoảng 60-70.000 tiền Việt Nam. 10.000 là 60.000 tiền Việt Nam. Rồi ông thấy vậy, sống vậy nó có cực lắm không? Dạ thôi cũng được rồi chú. Chắc thấy cũng hài lòng rồi. Ông có chia sẻ rằng là ông có hai người con là bị với lại vợ ông là bị bắn chết. Dạ còn mẹ con ông bắn còn tôi chui với Hằng lên đó nữa nha. Khơ Mi Đỏ. Dạ. Dạ. Cái chân của ông nên là bây giờ cứ lết đi hàng ngày à? Lết đi chứ không có ấy được, không đi được chút. Ông có chia sẻ ông hát hay lắm, ông nói hát tặng con mày ấy, được không? Lâu lắm xa rồi mình lại gặp nhau, hai đứa không còn ngày vui hôm nào, giờ em vui bước bên ai, còn tôi thì lòng vẫn chưa phai, mối tình chưa nhiều chua cay. Em có thương gì kỷ niệm đầu tiên, hai đứa xây mong một đài nền riêng, giờ em vui bước bên ai, còn tôi thì lòng vẫn chưa phai, mối tình chưa nhiều chua cay. Ngày xưa gặp gỡ nhau chi, trăm năm hỏi có duyên gì hay không, một người cho đẹp bước bên trong, còn tôi đơn lẻ nghe lòng mừng quân. Hai đứa quay mặt tựa chẳng hề quen, khơi đóng cho tan làm vì đau thêm. Bài ca tôi viết cho em là cầu xin thượng đế vô biên, cho suốt đời con được tìm quên. Ồ, hay quá. Hay quá. Ông tôi thuộc nhiều quãng lắm. Bài đó là bài gì vậy ông? Dạ bài này là bài gặp đại cố nhân. Tôi chạy qua bà Quách Lư tôi ở. Rồi cái mẹ cò hôm nó vô nó banh ngọt hết. Banh ngọt, ngọt bắn chết. Bắn chết. Dạ. Lúc mà vợ con ông bị bắn chết thì lúc đó ông ở đâu? Dạ tôi chui dưới hầm nên bị thương cái giò nè. Ông chui dưới hầm? Ở đâu thì? Ông bị vợ ông bị bắn ở đâu? Bà Quách Lư chứ. Bà Quách Lư. Trong mấy chục năm á, sau khi mà Khơ Mi Đỏ bị tiêu diệt thì ông sống cuộc sống ông như thế nào? Thì tôi ở ngoài Bà Quách đó là tôi cũng đi vô sau riêng ba mấy cà số nữa. Giờ vô đó tôi cũng kiếm ăn vậy, cũng lết lết đi xin vậy. Hồi đó chưa cái giò chưa nằm ở sau riêng 2 năm mấy giờ cái giò bán bị vậy. Rồi ông đi lại bằng cách nào? Thì giờ ông đi đâu lại đâu có đi lết không à. Lết rồi da nó bị chóc không? Lết cái đít này nó sưng lên nè. Bởi mỗi ngày tôi báo có chai dầu tôi chết chú. Ông nói với mình như thế này, ông là quê ở Bến Tre và sống ở bên này. Dạ. Và ông là một trong những nhân chứng và một trong những nạn nhân trong cuộc tàn sát của Khơ Mi Đỏ. Dạ, thì bây giờ ông còn sống như vậy đó, thì mình hỏi ông có muốn về quê không? Thì nói bây giờ không còn một người thân nào ở quê hương hết, về cũng như không. Và ông thấy là sự hài lòng đối với ông đó là sống ở Campuchia, được sự hỗ trợ của cộng đồng người Việt ở Campuchia. Dạ, bà tức con là... có giúp cho tôi được giúp chứ còn về quê tôi cũng về chú. Tôi về dưới cũng có ai, tôi đơn côi gối chiếc lắm. Ước muốn gì không ông? Dạ tôi chú, để tôi ở đây chứ về dưới cũng khổ lắm chú. Tôi ở đây tôi sống về bà con giúp đỡ tôi cho tôi chút đỉnh thì tôi ăn hàng ngày được rồi. Bây giờ có muốn mua gì cho cái nhà mình không? Thôi
Một tháng là ông đóng tiền trọ như vậy thì ông đi xin nhà đủ không? Không đủ chú. Không đủ. Rồi chú nhà trọ, chú thấy vậy chú nói thôi ông có như ông đóng như... Chủ nhà là người Việt Nam hay là người Campuchia? Ủa, người Campuchia. Ui, hay quá ha. Dạ. Anh Hồ lấy đèn pin rồi coi thử trọ của... Ông vậy là bệnh đó. Ông cho. Bữa nay con mới vô thấy nhà ông luôn đó, mà lần con gặp ông ngoài không à. Nguyên cả cái quần áo này là... Ông cho dọn đi. Dọn nha. Dọn lau nha. Giờ dọn ba cái đồ này thì đi không có đồ đi. Giờ đi mua đồ cho ông mặn luôn. Đi con đi, để con chạy đi mua đồ cho ông mặn nha. Thôi, mua giày bộ đi. Đồ chú mặc là mặc tới mặc lui á. Con biết rồi thì cũng phải mua cho đồ mới cho ông lớn cũng gách hết rồi kìa. Dạ. Ok chưa? Được không? Để đồ cũ vậy đi. Em coi chỗ này là không có uống tại chỗ trên giường ngủ luôn nè. Ông cứ vậy hoài là bệnh đó. Dạ, biết rồi. Tiền mà liền luôn nè. Có cái cô kia tự nhiên ngọn, cô vô cô cho tôi cái máy hài bôi nó ra. Còn có một cái mùng luôn, không gian mùng được tại ông lớp không à. Đây nè, cái nhà vệ sinh của ông. Giờ có người vô hỗ trợ gì ông không có, ông để cho mọi người chứ ghê quá. Không đi. Tại vì khi ông lớn tuổi rồi, ông cứ chạy hoài là ông không. Ông giúp tôi cảm ơn lắm. Dạ, không biết sao hết. Dạ. Dọn nha, dọn nha. Dạ, thôi con. Dọn nha. Thôi. Để đây chú dọn từ từ. Sao hồi nãy nói cho con dọn mà. Để chú dọn từ từ. Ông mà vậy là dọn luôn em út. Dạ con sóc, sóc này ra nó dơ lắm con. Không có sao. Không. Chú dọn được càng tốt nhưng mà nó dơ lắm. Ngại á. Để chú ngại làm. Thôi bây giờ đi mua cho mấy bộ đồ xong rồi dọn luôn. Được không? Được không? Đây một bộ mà chú mặc đi 2-3 ngày là đất đứt hết rồi, lớp lớp thì nó rách thì cứ như vậy bạn thôi, ông bạn thì lên chứ mấy cái này nói thiệt ra cô sàn nhà nè, sàn nhà của ông nè, đó. Dạ. Tại vì ông sợ là sau khi mình dọn xong á, vài ngày nữa nó sẽ trở lại giống như cũ à. Không nhiều mê mốt tụi con dọn xong rồi ông chịu khó, ông cái gì dục thì dục đi, ông đừng nhét vô trong đây nữa là nó sạch à. Ở đây có cái thằng hớt tóc mà nó Việt Nam, tôi có khi sáng nó mua cho tôi hộp cơm. Hộp cơm 2.5-3 ngàn gì đó. Tôi đem về để chưa ăn nữa. Bây giờ dọn nha, cho dọn nha. Thôi con. Không cho không dọn. Phải chú sợ gì, con cứ vô con dọn coi thử đây có chú có gì con cứ quấn chú nè. Chú không có ngu gì chú để bậy để bạ đâu. Không, ý là con nói là nó dơ vậy nè, mình dọn mình dục đi. Để... Chú cũng không đánh bài, không uống rượu. Được á. Dạ. Dạ, chứ còn nói gì uống rượu, chú không bao giờ uống. Nó đủ ghế chú uống, tại vì nó là chất độc đó mà người ta không biết. Đầu tiên gọi rượu gò đen là uống nước thành rượu gò trắng luôn. Bây giờ cũng chưa bảo đảm. Không, không ngại lắm. Thật sự là rất là ngại, nhiều khi em cho cơm mà cho thêm chai nước cũng không chịu lấy nữa. Không chú chịu lấy, thiệt với con rất là ngại. Cái cô kia có cho cái bình để nấu nước nè. Mới nấu một bình nước ở với mấy quán cà phê uống. Chú uống cà phê dữ lắm. Bây giờ dọn lại cái nào dọn đi. Dọn đi mấy mốt con thường xuyên đem cà phê vô không không cho cho ông cay cà phê luôn. Đây. Được không? Nha. Giờ dọn nha. Thì con tóc cái nào ra con muốn rồi, dọn. Ok cho nào. Rồi á. Thì dọn bây giờ ông ok rồi là tụi con tự dọn thôi. Được rồi, chưa? Con muốn dọn cái nào dọn con rồi, dọn đi mua đâu? Ta chờ mua. Giờ là giờ bắt đầu từ đâu? Lấy mấy cái bao xong rồi mua mấy cái đồ lâu, cái sàn lâu. Cái chỗ. Cái bao nhà em có, lấy bao nhà em đi mua người ta không có bán đâu. Bây giờ ông đi lên trên niệm ngồi trước đi. Rồi xong ông cứ để cửa như vậy, chút nữa cho con quay lại. Được không? Nha. Ông cứ để cửa vậy nha, chút nữa tụi con quay lại nha. Hả? Ông để cửa vậy, chút nữa tụi con quay lại. Đừng có khóa. Con quay tới quay lui mất công lắm, thà làm gì làm lần. Như tiền cho mấy đứa nhỏ này ăn bánh rồi. Ông ở đây á thì buồn nhất thì ông thường hay ca không? Dạ. Dạ bây giờ thì ông có thể ca cho con nghe với. Ca thêm một bài nào đi cho nghe cho vui con thích, ông ca hay quá. Ngày xưa mỗi lần em buồn tiếng hát thì anh ta phim nắng nó cùng đàn. Từng nhịp nhạc quang anh vui buồn theo tiếng em. Nhà dịu lời ca em thăng trầm theo từng bước. Và rồi ngay khi mỗi lần em hát thấy
Em núng niu cười nói sai là tại anh, nhưng em vui mong ước huệ tương lai. Hoa mai dân ngập nẻo đường em đi, rời ca đành chuỗi tiếng giao hòa. Từ ly là tiếng thét đau lòng sầu muộn lôi. Ai đang xây mộng gác vàng cao sang, ai đem cung nhạc tiếng nàng reo vang. Lời ca ngày trước đã xa rồi, mà nay con trước mãi trong lòng mộng mê tim. Cái ký ức ngày xưa mà vợ ông bị bọn bon mót giết như thế nào không? Dạ thì ra bọn nó đem nó vô nó hỏi Jun à, trời mẹ chạy Jun à, bắn xối xả có biết đâu nói. Mình cũng thấy được cơ, mẹ nào thấy nó thật súng nó bắn vậy, tôi chui dưới hầm mà đưa hai cái giò lên nó bắn vậy thôi. Rồi sáng ai chở vô bệnh viện cho riêng nằm, mấy bác sĩ đó nó không sao đâu, cuối cùng về hai năm mấy sau cái tự nhiên cái giò nó vậy chú. Rồi hài cốt của vợ ông ở đâu? Hài cốt chôn ở đâu không, không biết, ở ngoài nhà nước đem đâu không biết, hình như đem thiêu đem đâu. Vợ con ông là người Việt hay người Campuchia? Là người Việt. Dạ, ở Bến Tre luôn không? Dạ, vợ tôi hồi đó cô giáo chú. Dạ. Rồi nhắc cái đó tôi đau buồn lắm. Tôi hồi đó giờ bảo vệ tôi nói tôi là chết chứ tôi không bao giờ lấy vợ, không bao giờ làm mày với ai nữa. Tôi chỉ sống như vậy để bản thân tôi tự nhủ rằng mình có vợ có con mà tại cái tai nạn chịu tôi chứ không nói gì được nữa. Lúc đó là bà năm đó là bao nhiêu tuổi không hơn? Bà chết thì bà năm đó thì bà năm mấy, bốn mấy chứ? Bốn mấy tuổi. Giờ còn tôi cũng vậy, tôi sinh năm 1944, bà sinh năm 1942. Cái ký ức gì ông về bà ông nhớ nhất? Nhớ cái kỷ niệm hai vợ chồng mới gặp nhau lúc mà tôi đi hành quân á, ở Mỏ Cày Bến Tre gặp bà. Rồi về ở sanh hai đứa con chết, hai đứa gái giờ nó còn nó lớn lắm. Tôi cho nó học giỏi lắm, học English hồi tôi đây mà nó học quanh tôi đi qua 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. Rồi tôi dạy nó những về tối tôi kèm tôi dạy nó, tôi dạy á you don't give trouble, tức là mình không có giận, không có giận dỗi ai đó. Yeah. You be quiet, be nice. Có khi tôi dạy nó là đến 100 con anh rất đó, bộ lư là nó thiệt chú có 2 ca chứ đâu à. Yeah. À bây giờ 7-8 cái rồi. Bà con ngoài đâu có cho tôi về, nó để ta đưa về tôi là ta tìm cách để ta nuôi. Rồi mụ tôi gặp cái xe buýt á, cái xe lăn rong, gọi là lăn rong tứ miêm á, nó chạy ngang cái, nó chạy ngang cái tôi lấy cái tay tôi đón nó, cái nó hỏi họ Tư Na, nó em Tư Nam Bình. Cái nó nói ok you Tư Nam Bình ai giết you. Hai thằng nó bồng nó bỏ sẽ biết tưởng sao, nó chạy lên cầu 30 cầu Sài Gòn nó bỏ tôi từ hồi đó vào đó hai cái, hồi đó là hai cầu, bây giờ có ăn cầu. Rồi tôi lớp tôi đi dài dài ra để kiếm ăn thì chứ còn giờ hỏi chú giờ không như kiếm ăn được sao sống được. Yeah. Ngày xưa thì lúc mà bà mất 40 mấy tuổi thì con ông lúc đó là bao nhiêu tuổi? Con tôi lúc đó đứa nhỏ nhất là 10 mấy tuổi. Dạ. Yeah. Hai đứa con gái. Dạ. Yeah. Bây giờ nói tới đó tôi khổ đau lắm chứ. Dạ. Bởi vì tôi nghĩ không biết bao giờ mình kiếm được cái người mình thương như vậy. Người vợ mà đầu óc tay gối chứ. Bởi vậy giờ tôi coi mạng
Nhiều khi tôi thấy có nhiều thằng nó ác, nó vợ 4 năm đứa con nó giết nó bỏ. Dạ. Tôi không chấp nhận đó chú. Dạ. Sống mình phải có cái tình, không có tình phải có nghĩa, không có nghĩa cũng có cái lý của con người.